Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Thưa sư cho con hỏi, con quán tưởng tử thi thì nhìn thấy đầu tiên là chương sình, rồi dồi bỏ nhung nhúc, sau đó con nhìn thấy xương đen xì lỗ mắt và mũi. Con nhìn thấy vậy sợ quá, con không dám nhìn nữa. Vì con sợ quá có nghĩa là có sao không và ảnh hưởng tâm lý gì không? Xin sư chỉ giúp con. Phương pháp quán tử thi á, thì chỉ áp dụng đối với khi chúng ta có tử thi thật, chứ không phải là chúng ta tưởng tượng. Để thực hành phương pháp quán tử thi là chúng ta phải nhìn thấy một tử thi có thật, chúng ta nhìn vào đó và chúng ta quan sát nó. Chữ tử thi bắt đầu trương phình lên như thế nào thì chúng ta quan sát như thế đó. Cho nên là quý vị, cái này chỉ đơn giản là cái sự rúng động bình thường, nhưng khi quý vị thấy một cái tử thi có thật á, mình còn rúng động hơn nữa ha. Còn cái việc có ảnh hưởng tâm lý gì hay không thì cũng không có gì, tại vì nó chỉ đơn thuần là quý vị tưởng tượng thôi. Còn khi nào mà quý vị thực hành phương pháp quán tử thi có thật á, thì lúc đó quý vị mới thấy nó rúng động và cái mức độ ám ảnh của nó như thế nào. Và thưa sư cho con hỏi, buổi sáng sau khi thiền đi chậm chánh niệm 30 phút, con thường đi nhanh, tay chân vung vẩy thoải mái để mục đích tập thể dục, vì con nghĩ cả ngày đến đêm thiền ngồi mà đi nhẹ con dễ uể oải người. Con thường được 3.000 bước mỗi sáng và lúc đi con chỉ quan sát các khớp tay chân di chuyển, hơi thở nhanh chậm và đếm bước. Khi nào tai con bị các âm thanh nói chuyện mà hóng theo là con biết ngay là tâm phóng dật rồi và dừng lại trở về hơi thở và đếm bước. Vậy có đúng không thưa sư? Cũng như vậy, thay vì ngồi thiền dành cho suy nghĩ pháp, ngoài ra thay vì đi nhẹ con quét nhà rửa bát, nhưng không phải thân và tâm không nhất quán. Như vậy con đã đạt thiền thân quán thân chưa? Khi chúng ta đi thiền thì chúng ta không cần phải đếm bước chân. Quý vị đếm như thế nào mà đếm được 3.000 bước vậy? Chúng ta không có đếm bước chân ha. Chỉ đơn giản là quan sát các chuyển động của thân. Và sư nhắc đi nhắc lại, cái mà chúng ta cần phải nhìn thấy đó chính là tam tướng trong việc di chuyển của thân. Chúng ta quán tấm thân này đó, khi nó di chuyển và chúng ta nhìn thấy được tam tướng trong đó là sự di chuyển liên tục, sự vô thường, khổ và vô ngã, chứ không đơn thuần chỉ là đi, biết là đi như thế chưa đủ. Và trong các sinh hoạt khác cũng như thế. Cho nên khi mà chúng ta tập thể dục thì nói thật là chúng ta không thể nào chúng ta quán được. Tại vì khi quý vị tập thể dục á, mình nói thì hay lắm, mà cái tâm nào mà nó quan sát tam tướng ở trên đó? Chúng ta giỏi lắm là chúng ta chỉ quan sát cái thân thôi, chứ cái tuệ nó không làm việc. Còn nếu mà mình làm được thì quá tốt, sư không có ý kiến. Nhưng mà sư nói là chúng ta phải thành thật với chính mình. Kính thưa sư cho con hỏi, mình xuất gia tu hành miên mật, có báo hiếu được cho ông bà cha mẹ đã mất ở hiện tại đời này kiếp này không? Con cảm ơn sư vì con nợ họ quá nhiều kiếp này rồi. Khi chúng ta tu á, chúng ta thường xuyên hồi hướng phước báo. Rồi khi mà chúng ta xuất gia
một người xuất gia, vị ấy thường xuyên bố thí. Cơ hội mà một vị xuất gia bố thí nó nhiều lắm. Mà khi vị ấy bố thí là bố thí cho Tam Bảo không à? Hoặc là bố thí cho chư tăng. Cho nên cơ hội một vị tu sĩ xuất gia làm phước á, nó nhiều hơn cư sĩ rất nhiều. Còn cư sĩ hiếm khi có dịp đến chùa. Và chính bởi vì như vậy á, chúng một vị tu sĩ xuất gia tạo phước nhiều hơn cư sĩ. Rồi một vị tu sĩ xuất gia còn tu tập ly dục. Rồi chưa kể là mỗi ngày đó vị ấy đều có rải tâm từ. Rồi vị ấy hồi hướng phước báo đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại cũng như đã quá vãng. Cho nên cái phước mà một vị tu sĩ tạo ra đó, nó nhiều hơn rất nhiều lần phước của một người cư sĩ, ngay cả khi vị ấy vẫn còn phàm chưa chứng thánh. Ở đây là sư nói một vị tu sĩ đủ tiêu chuẩn nha, chứ không phải là một vị ăn chơi hoặc là phá giới. Chính vì như vậy đó, việc xuất gia được coi là báo hiếu bậc thượng, còn việc tại gia chỉ là báo hiếu bậc hạ hoặc bậc trung thôi. Sẵn thì sư thấy ba vị xuất gia gieo duyên, sư thấy hảo tướng dữ lắm, thôi để tu thiệt luôn đi chứ còn về đời làm chi nữa. Kính bạch sư, có phải một người khi đã có niệm tương đối thuần thục rồi thì trong một khoảnh khắc hiện tại tâm có thể nhận biết được nhiều đối tượng không ạ? Trước đây con có được nghe một vị thầy hướng dẫn rằng cách quan sát đối tượng tứ niệm xứ là tâm không trú lâu trên đối tượng mà chỉ hay biết thoáng qua lướt trên đối tượng. Nếu như có chú tâm thì đó là cảnh của thiền định. Vậy xin sư hoan hỷ cho con biết, trong chú giải và phụ chú giải kinh Đại Niệm Xứ có hướng dẫn như vậy không, hay đây là kinh nghiệm riêng của một số vị thầy? Có lẽ đây là kinh nghiệm riêng của vị thầy đó, bởi vì việc này không được ghi chép lại trong chú giải kinh Tứ Niệm Xứ. Còn cái tâm của chúng ta đó, định mạnh thì chúng ta sẽ quan sát một cách rõ ràng. Muốn chuyển nhanh trên các đối tượng, định của chúng ta phải mạnh. Cái kiểu nói này đó, nó đòi hỏi là định của chúng ta phải rất mạnh. Nó giống như một người hỏi là bây giờ hai tay có thể nâng được 50kg, mỗi tay 50kg có phải không? Thì phải nói rất khó trả lời. Bởi vì chỉ có người thật sự mạnh, một người lực sĩ, thì chắc chắn người đó có thể nâng hai tay, mỗi tay 50kg cục tạ đó. Mỗi cục 50kg vì ấy có thể nâng thoải mái. Còn một người bình thường á, tâm yếu đuối, thân thể yếu đuối, thì người đó không thể nâng được. Cho nên mình không thể so sánh. Có những vị á, đạt được định thâm sâu, tâm của vị ấy rất bén nhạy. Trong một tích tắc, vị ấy có thể di chuyển từ đề mục này sang đề mục khác, từ đối tượng này sang đối tượng khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình cũng có thể làm được. Hoặc như một vị võ sư, vị ấy có thể chống lại một lúc 5 người, 10 người. Nhưng điều đó không có nghĩa là một vị thực tập sinh mới đeo đai trắng đi vào đạo thì có thể chống lại được 5 người, 10 người. Cho nên cách nói này tùy thuộc vào người thực hành có định được bao nhiêu. Cho nên rất khó để nói đúng sai. Khi định vị ấy trở nên rất mạnh, sư nhắc là nhất rất mạnh nha, vị ấy có thể tích tắc quan sát các cảm thọ hoặc là các đối tượng xuất hiện khi thực hành tứ niệm xứ. Nhưng với người mới thì sư không khuyên. Chúng ta làm cái gì tập trung vào cái đó giùm sư. Giống như một người mà mới đăng ký học karate, vô mới đeo đai trắng thôi, thấy các vị mà nhị đẳng tam đẳng biểu diễn chống lại 4-5 người, mình nghĩ mình cũng làm được, ra ngoài đi rồi thấy cảnh ha.
Kính bạch sư, con có một băn khoăn từ đầu khóa thiền đến giờ mà hôm nay mới dám bạch hỏi sư. Đó là việc thiền sinh cư sĩ khi thọ bát quan trai giới mà vẫn được dùng ngũ cốc, sữa từ bí, ngô đậu, cà phê, sữa. Vì những đồ uống này đều có chứa vật thực, chỉ khác là không nhai, không để cạnh miếng. Riêng ngũ cốc gối thì vẫn có bã. Bởi trong quá trình con tìm hiểu trước đây thì con chưa đọc được tài liệu nào ghi rằng người tại gia được dùng những loại này. Trong quyển pháp hành giới do Ngài Hộ Pháp soạn, có lẽ Ngài cũng trích trong tạng luật ra, nên giới thứ 6 uống chữa bệnh đói gồm có nước đường, mật ong, nước mía, bơ lỏng. Vì chưa thông suốt nên bữa giờ con không dám dùng những đồ uống này. Kính mong sư giảng rõ thêm vấn đề này giúp con. Giới của cư sĩ không giống giới của tu sĩ. Trong giới của các sư, cái giới không ăn chiều nó khác, còn giới của cư sĩ nó khác. Có nhiều cái thì chúng ta có thể tham khảo, có nhiều cái thì chúng ta không tham khảo cũng không sao. Như đối với giới của cư sĩ thì quý vị có thể uống sữa, uống mật ong, uống nước từ ngũ cốc, uống nước từ nước ém hoa quả không sao hết. Và sư vẫn nhắc là chúng ta chỉ uống nước thôi, chứ sư không có nói là quý vị có thể ăn cái. Cho nên có lẽ là việc một số bột ngũ cốc mà còn xác đó là cái sơ suất của ban tổ chức, và lần sau ban tổ chức sẽ lưu ý hơn. Hơn nữa, điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của việc giữ giới là cái gì. Nhiều người hỏi sư, sư ơi món này con uống được không, món kia con uống được không, mà mình không hiểu được ý nghĩa của giới. Sư lấy ví dụ đi, vị tỷ kheo chỉ được mặc y một số màu nhất định thôi, một số màu vị tỷ kheo không được mặc. Ví dụ như màu xanh nè, màu tím nè, rồi hình như là màu trắng nữa nè, rồi màu đỏ máu, vị tỷ kheo không được mặc. Điều đó đâu có áp dụng với cư sĩ. Vị tỷ kheo không được để móng tay dài, điều đó cũng không áp dụng đối với cư sĩ đó. Cho nên là một số giới chúng ta có thể tham khảo, nhưng mà một số giới thì chúng ta không tham khảo cũng không sao. Thưa sư, sư có thể cho con biết suy nghĩ của sư về việc hiến xác không? Việc hiến tạng được xem là bố thí bậc trung, tức là chúng ta hy sinh một phần cơ thể đó khi chúng ta còn sống, được xem là bố thí bậc trung. Còn việc hiến xác thì vẫn còn một số tranh cãi trong nội bộ chư tăng. Bởi vì việc hiến xác chỉ xảy ra sau khi mình đã chết, mà sau khi mình đã chết thì mình không còn quyền quản lý đối với tấm thân này nữa. Ai muốn làm sao đó thì làm. Thành ra có vị thì cho rằng đây chỉ là ý chí thôi, chứ vị ấy thiếu một chi phần quan trọng là đưa cho. Tại vì khi mình cho thì mình chết rồi, mà chết rồi đã đi đầu thai, mình không thực hiện được cái hành vi đem cho, cho nên thiếu cái chi phần đó. Cho nên là có vị thì cho rằng đó chỉ thể hiện cái lòng lành thôi, chứ còn nó chưa đủ để hình thành cái chi phần của việc bố thí, do chưa đủ chi pháp. Nhưng mà có vị thì lại cho rằng như vậy cũng đủ rồi, bởi vì nó được xem như một sự hứa hẹn. Đó là tôi hứa là khi tôi chết thì cái thân này thuộc về quý vị, thì đó cũng được xem là đã đủ chi phần. Cho nên là chúng ta có thể xem như thế nào thì cũng được hết. Riêng với sư thì dù sao đi nữa đó cũng là tâm lành, và nó có thể giúp ích được cho người khác. Thay vì mình để tấm thân này nó thành của nợ. Bởi vì một đám tang sư thấy tốn tiền quá,
tốn cả mấy chục triệu từ cái hòm cho đến việc đưa đi thiêu, rồi tổ chức tang lễ tốn quá nhiều tiền. Mà khi chúng ta chết rồi đó, nó thật là tấm thân đó nó trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Mình chỉ việc đem vứt đi càng sớm càng tốt, đem đi thiêu bỏ thôi. Chứ còn mà theo ý kiến cá nhân của sư thì sư không muốn khi sư chết mà mình tốn tiền như vậy cho cái xác này. Cái tiền đó đó, chẳng thà mình bố thí cúng dường làm phước trai tăng, rồi mình hồi hướng phước đó đến cho người đã khuất, nó lợi ích hơn. Còn tổ chức đám tang vừa tốn tiền, tốn rất nhiều tiền, rồi người thân mệt mỏi, không ai vui hết. Thì sư, cá nhân sư thì sư thấy nếu có thể hiến được thì càng tốt, mình rất là nhẹ nhàng, không phải tốn tiền hòm nè, không phải tốn tiền vận chuyển nè, không phải lo cái gì hết trơn. Ở bệnh viện họ cho mình tổ chức tang lễ ngay trong bệnh viện, trong khuôn viên bệnh viện mấy ngày đó, rồi sau đó là họ đưa cái xác đi, mình rất là nhẹ gánh. Cho nên là sư khuyến khích cái việc hiến xác, mình dùng cái tiền lẻ ra tổ chức đám tang đó, mình làm phước hồi hướng cho người thân đã khuất, nó hiệu quả hơn. Sư còn nghĩ xa hơn nữa, vào cái dịp mà Covid đó, rất nhiều người chết, mà phải nói là rất đau lòng á. Tuy nhiên người chết ai cũng buồn, mà một cái hòm mấy chục triệu, hai mấy triệu, mà trong khi đó mình đâu có nhìn thấy người thân mình đâu, cái xác đưa đi thiêu trực tiếp luôn. Thì sư chỉ băn khoăn là như vậy bỏ hòm làm chi, tại sao tự nhiên mình phải bỏ mấy chục triệu cho một cái mình không thấy. Họ, trong khi đó họ chỉ việc họ vận chuyển cái xác, họ đưa vô trong lò thiêu, rồi họ bật điện lên là họ thiêu thôi. Tốn tiền đó rất là vô ích, gây ra gánh nặng, lãng phí rất lớn cho xã hội. Thậm chí nhiều người rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, họ không nhìn thấy người thân mà phải tốn, người thân đã chết rồi phải tốn thêm một đống tiền, cũng không tổ chức được đám tang, không làm gì hết, nó phí. Sư thì sư thấy nó phí, còn ai ủng hộ thì tùy. Và sư thấy cái kiểu mà mình kinh doanh trên cái xác chết đó, nó không thể hiện tình thương đối với nhau. Đó là chưa kể mình còn tốn một đống tiền để liệm xác nữa. Mà liệm làm cái gì? Bỏ vô cái túi đựng xác chết á, đưa vô trong lò thiêu xong chuyện. Thành ra là nó đi đến, nó sư có cái suy nghĩ là sau này nếu như trong số quý vị ai mà tổ chức làm được thì rất tốt. Mình kiếm một cái hòm mà nếu mà mình làm việc được với nhà xác á, thì mình kiếm một cái hòm kim loại á. Cái này ở bên Miến có, khi mà người ta chết á, là nó để vào một cái hòm bằng kim loại, nó chở cái xác chở đi đến lò thiêu, nó lấy ra xác thiêu, hòm đem về vệ sinh sạch sẽ, tiệt trùng đàng hoàng, đem đi qua đám khác, không tốn tiền cái hòm. Nếu như vậy á, thì chúng ta tiết kiệm rất nhiều, đặc biệt là cho những người mà nghèo khổ á, họ không có tiền mua hòm. Thì nếu như quý vị có lòng có thể nghiên cứu đó, sư chỉ có ý tưởng thôi, chứ còn sư đâu có tinh lực đâu mà làm. Nhưng sư nghĩ là nếu Miến Điện họ làm được, mà nước họ nghèo tới như vậy họ làm được, tại sao mình không làm? Mà một năm mình tiêu tốn biết bao nhiêu, vừa phí tài nguyên gỗ để làm hòm rất phí, tốn tiền của xã hội. Thì sư thấy nó có thể là đến lúc chúng ta nên nhìn nhận lại một cách đúng đắn về vấn đề quan tài như thế này. Bạch sư, con đi nhiều nơi thường trường thiền, ở đó người ta không đốt nhang, xong tại sao ở thiền viện Phước Sơn lại đốt nhang nhiều thế? Bạch sư thấy đây đâu có đốt nhang, ở lần trước thì có nhưng mà cũng ít nè. Sao họ không thấy được sự độc hại của nhang, còn làm môi trường không còn trong lành nữa,
Nổi bật nhất là ngày 15 tháng Giêng âm lịch, ở phía trên chánh điện tận mắt con chứng kiến nhang cô hương đăng rút ra từ bát, các bát hương đổ thành một đống lớn, khói nghi ngút cả bầu trời, thật khủng khiếp. Nếu cả thế giới mà như vậy thì môi trường sẽ như thế nào đây? Con theo con mình giữ giới trong sạch, sống thương yêu mọi người đàng hoàng tử tế, lấy giới hương đó để dâng lên Tam Bảo, đó mới là chân hương. Còn hương kia chỉ là hình thức thôi. Con mong thầy chia sẻ đôi lời để bảo vệ bầu không khí này. Con cảm ơn sư thầy. Thì nó cũng giống như cái chuyện sư chia sẻ về cái hòm hồi nãy đó. Nó là một sự lãng phí mà cái gì cũng có hai mặt. Sư nói về việc đốt nhang đó. Thứ nhất là bản thân sư là một vị tu sĩ, sư cảm nhận rõ rệt hơn hết cái sự thống khổ của một người hửi khói nhang. Quý vị biết cái cảnh mà ngồi hửi ba cái khói nhang, đặc biệt là ba cái nhang thơm á, nó độc vô cùng, mà nó gây ra bệnh nghề nghiệp cho tu sĩ, là các vị bị bệnh về phổi rất nhiều, thậm chí có vị bị ung thư nữa. Tại vì ba cái khói nhang độc hại mà mình đem đi mình đốt. Thành ra là cái việc mình đốt những cái nhang hóa chất đó, nó vừa làm ô nhiễm bầu không khí, nó vừa làm ô nhiễm môi trường, nó vừa làm bệnh cho các vị tu sĩ. Thì sư e là mình tạo cái nghiệp có cả trắng lẫn đen đó. Cho nên ý kiến của sư thì sư không ủng hộ việc đốt các loại nhang hóa chất. Mình bây giờ mình làm phước thì mình cũng nên có trí tuệ đi kèm. Cho nên là mình bây giờ đó có những cái nhang sạch đó, nhang không hóa chất, quý vị có đốt thì quý vị đốt cái nhang đó nó vẫn sẽ tốt hơn là mình đốt mấy loại hóa chất. Mà sư nghĩ một bó nhang sạch bây giờ cũng không bao nhiêu tiền, chịu khó mình mua đó mình cúng thì nó vẫn hơn. Sư thì sư không bài xích cái việc đốt nhang, nhưng mà mình đốt nhang nào á đó mới quan trọng. Vừa rồi sư đến một ngôi chùa, chùa là dẹp hết nhang bên ngoài, đốt chỉ đốt nhang của chùa thôi, là chùa đặt mấy cái nhang sạch đó, đốt để nó đỡ độc hại đến quý tăng ni ở trong chùa đó. Rồi cái việc đốt nhang á là cách thể hiện của mỗi người. Người nặng về niềm tin thì họ yêu thích việc đốt nhang. Mình không thể nào mình bắt người ta theo ý mình được. Chúng ta có xấu khuynh hướng là tham, sân, si, tầm, tính, trí, thì anh căn tánh tính và anh căn tánh trí, hai anh không có ưa nhau. Quý vị nhìn lên bàn thờ á, là quý vị sẽ thấy nó khác biệt một trời một vực. Anh căn tánh tính, ảnh thờ á, ảnh thờ đủ thứ hết trên bàn thờ của ảnh là chật ních, không có chỗ để. Và ảnh rất mê những cái mà trang trí rồi xương khối huyền ảo, ảnh mê lắm. Cho nên là ảnh đốt nhang là nghi ngút luôn. Còn anh căn tánh trí á, ảnh thích cái gì thông thoáng. Tượng Phật nếu thờ thì chỉ thờ đúng mỗi tượng Phật thôi, trên bàn thờ không để một cái gì hết, ngay cả bát nhang ảnh cũng thấy không cần thiết. Ảnh cho rằng cái việc hành thiền cúng dường đến Tam Bảo là mình quan trọng việc thực hành là được rồi, còn việc thể hiện bằng những hình thức như thế là không cần thiết. Thì mỗi một loại căn tánh có cách cư xử và thể hiện khác nhau. Mình không thể nào mà mình đứng bên này rồi mình đả kích bên kia được. Anh căn tánh trí, ảnh muốn cúng theo kiểu của ảnh thì cứ để anh cúng. Anh căn tánh tính, muốn cúng theo ảnh thì cứ để ảnh tính, ảnh cúng. Cho nên sư thì sư không bài xích việc đốt nhang, nhưng chúng ta nên kiếm việc đốt nhang nó nhang sạch mà đốt.
Hơn nữa, nếu như chỗ nào đã thắp nhang nhiều rồi thì chúng ta không cần thắp nữa, nó chỉ gây ngợp thôi. Cái gì cũng vậy quá thì không tốt. Thay vì như vậy, chúng ta có thể mua hoa, chúng ta rải rồi chúng ta cúng dường đến Đức Phật cũng được. Hoặc là chúng ta nhìn xem là còn thiếu cái gì thì chúng ta cúng dường cái đó. Cái hương vào thời Phật có rất nhiều loại, hương thắp nè, hương hương thoa nè, rồi hương đốt nè, rồi cái hương mà chỉ để giống như cái bột trầm á, họ xay ra rồi họ để thành cái dĩa, cứ vậy là nó tỏa mùi hương thôi, không cần phải đốt. Cũng có rất nhiều loại để cách để cúng dường, không nhất thiết mình cứ phải châm bẩm vào một cái để rồi nó trở nên nó quá ha. Để mình có thể tinh tấn giữ gìn chánh niệm, thứ nhất là mình phải phát triển cái tinh tấn giác chi. Ở trong chú giải của kinh Tứ Niệm Xứ, buổi sáng nếu như chúng ta còn học nhiều nữa thì chú sư có thể hướng dẫn quý vị về thức giác chi, nhưng ở đây mình chỉ có một vài cái giác chi mà chúng ta cần phải phát triển thôi. Thứ nhất là phần tinh tấn giác chi, chúng ta cần phải phát triển đó, để chúng ta có thể liên tục có niệm được. Ví dụ thứ nhất là chúng ta thường xuyên suy tưởng về cái khổ của những cái khổ cảnh. Ví dụ như chúng ta suy nghĩ về cái khổ của cõi địa ngục, cái khổ của loài súc sanh, cái khổ khi làm người thiếu phước, cái khổ của ngạ quỷ. Rồi từ đó chúng ta có lý do để chúng ta tinh tấn hơn. Rồi chúng ta có thể nghĩ về ân đức của Đức Thế Tôn. Ngài là một bậc đạo sư vĩ đại, mình là đệ tử của Ngài, thì mình cũng nên tu hành tinh tấn hơn. Cái thứ ba đó là mình khi mà mình giải đãi, mình thất niệm, thì mình nên nghĩ là các mình là đàn em, là đệ tử của các vị đại đệ tử, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ananda, Ngài Maha Kassapa, thì mình cũng nên thực hành tinh tấn hơn. Rồi mình lại suy tư là con đường nào thì sẽ đi đến cái mục đích đó. Cái con đường mà dục lạc thì chỉ đi đến các khổ cảnh. Chỉ có con đường tinh tấn, con đường xuất gia, con đường ly dục thì mới đi đến sự giải thoát giác ngộ. Chúng ta lại suy nghĩ cái quả gọi là cái pháp bảo quý báu như vậy thì không thể nào dành cho những người lười biếng, mà phải dành cho những người tinh tấn. Rồi từ đó chúng ta nỗ lực tinh tấn hơn để chúng ta xứng đáng với pháp mà chúng ta có được. Còn để phát triển niệm giác chi thì thứ nhất chúng ta cần phải biết là niệm chánh niệm là không bao giờ là thiếu, không bao giờ là thừa nha. Chúng ta luôn luôn phải thực hành chánh niệm. Rồi chúng ta cần phải gần gũi những người thường xuyên chánh niệm. Chúng ta cần phải tránh tiếp xúc với những người thất niệm. Và khi chúng ta nghe và nói thì chúng ta cần phải nghe những chủ đề nào nó giúp cho chúng ta phát triển chánh niệm, khuyến khích chúng ta phát triển chánh niệm. Và những chủ đề nào mà khi chúng ta nói những chủ đề nào giúp cho chúng ta phát triển chánh niệm. Đó là trong chú giải kinh Tứ Niệm Xứ về việc phát triển thức giác chi, nhất là tinh tấn giác chi và niệm giác chi. Khi chúng ta thực hành, chúng ta chỉ đơn giản là thực hành nhiều hơn.
Việc thực hành đó, nó không nằm ở trên cái chữ nghĩa để chúng ta có thể suy tư rồi chúng ta chơi đùa với câu chữ. Khi định và niệm chúng ta còn yếu thì chúng ta thường xuyên thất niệm. Điều đó không có gì cả. Quan trọng là chúng ta hãy kiên nhẫn thực hành nhiều. Khi định và niệm của chúng ta nhiều hơn thì chúng ta sẽ thực hành một cách tốt hơn. Khi quý vị đến trình pháp với sư, sư vẫn luôn mong mỏi quý vị trình cái mà quý vị thực sự đang thực hành, chứ không phải để mình phô diễn sự hiểu biết của mình để vị thiền sư thấy là mình hay. Các sư nghe quý vị trình pháp rất nhiều, các sư biết cái gì ai là người thực sự đang thực hành, còn ai là chỉ đơn giản muốn cho cái vị ông sư đó biết là mình giỏi. Nó khác nhau lắm. Rồi khi mà quý vị đặt câu hỏi thì sư cũng vẫn mong là quý vị đặt câu hỏi nó thực tế, áp dụng cho đời sống của mình. Còn có những câu hỏi mà nó trên trời dưới đất, hoặc là những câu hỏi mang tính chất từ chương, chúng ta một là cũng không cần thiết, hai là có thể tra Google. Và sư rất mong quý vị ráng thực hành để giữ gìn chánh niệm. Nhớ dùm sư, những nguyên nhân đưa đến việc thực hành thiền bị suy giảm, nó cũng sẽ làm cho việc hành thiền của quý vị thường xuyên thất niệm. Thứ nhất là chúng ta không giữ giới. Việc chúng ta không giữ giới nó sẽ làm cho chúng ta bị trạo hối, và chúng ta ngồi thiền cũng không yên, chúng ta không thể chánh niệm được. Cái thứ hai là cái dục của chúng ta không kiểm soát nó. Chúng ta buông lung theo các dục, ăn quá nhiều, để ý quá nhiều đến việc chăm sóc bản thân, để cho các dục tăng trưởng thì chúng ta cũng không thể chánh niệm được. Rồi chúng ta lại cần phải thu thúc sáu căn: mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Thì như vậy khi chúng ta hành thiền nó mới bớt phóng tâm được. Và nhớ, khi chúng ta hành thiền luôn luôn quan sát và nhận thức rõ đây là con đường đưa đến sự giải thoát. Chúng ta chỉ có thời gian để hành trong thời gian này thôi. Sau đó chúng ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Cho nên vào giờ này khi chúng ta đang thực hành, hãy cố gắng giữ gìn chánh niệm, bởi vì niệm không bao giờ là thừa. Dạ thưa sư, sư cho con hỏi là một người mà đã xuất gia bên Tịnh Độ rồi nhưng muốn chuyển sang Nam Tông, xuất gia lại bên Nam Tông, sau đó lại mặc y Nam Tông nhưng tu pháp Tịnh Độ, điều này có được không? Sư không cản được. Sư đâu cản được. Quý vị có muốn mặc long bào sư cũng đâu cản được. Quyết định là của mỗi người. Phương, mỗi người đều tự quyết định lấy con đường cho chính mình. Nếu như quý vị theo dõi và quý vị thực hành trong khóa tu của sư 10 ngày thì quý vị sẽ không hỏi sư câu này. Mà nếu như quý vị đã theo khóa tu hết 10 ngày rồi, 10 ngày này rồi mà quý vị vẫn hỏi câu này thì sư chỉ có thể nói là chúc quý vị thường lộ bình an. Mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Sư rất tiếc trường hợp này sư không thể làm gì được. Cho nên là quý vị muốn tu như thế nào thì đó là quyền của mình. Quý vị muốn đắp y như thế nào đó là quyền của quý vị. Muốn tu phương pháp nào đó là quyền của quý vị.
siêu hay đọa là do mình quyết định ha. Thì như sư nói đó, có lẽ là sư cô không hiểu ý sư nói. Sư cố gắng sư nói một cách uyển chuyển để có thể tránh đả thương trực tiếp cái niềm tin và lòng tự trọng của quý vị. Tại vì giữa một hội chúng đông như thế này mà sư nói thẳng quá, có khi là quý vị sẽ buồn. Đó chính là quý vị muốn đâm đầu vào hố lửa thì cái đó là quyết định của quý vị ha. Sư không cản được. Ừ. Kính bạch sư, mong sư cho con được biết vì sao thánh mẫu của Bồ Tát phải hy sinh con ruột của mình để chăm sóc Bồ Tát. Như trong phim Đức Phật, trong chú giải có đúng và vì sao, mong sư giúp con hiểu thêm. Sư không coi phim cuộc đời Đức Phật, bởi vì phim có rất nhiều tình tiết xuyên tạc lịch sử và không đúng với chánh kinh. Mặc dù nhiều người coi phim thì khen hay, nhưng mà khi sư đọc kinh nhiều á, đọc kinh và chú giải nhiều, thì sư thấy tất cả các tập phim đều có vấn đề. Cho nên là sư không coi nữa. Thành ra là cái chi tiết là chắc bà Gotami á, bà hy sinh con ruột của mình để chăm sóc Bồ Tát, thì sư không biết là ở trong phim họ họ đóng như thế nào, sư không biết. Nhưng mà ở trong lịch sử, trong kinh tạng á, được chỉ mô tả là bà để con của bà cho người khác nuôi, và bà dành cái bầu sữa và sự chăm sóc bà dành hoàn toàn cho Bồ Tát. Chỉ đơn giản thế thôi. Chứ bà cũng không phải là bà làm cái gì cho con của bà phải bị gọi là bị thiếu hụt thì cũng không có. Chẳng qua là giống như là bà đem con của bà đưa cho bà nhũ mẫu, rồi bà nhũ mẫu nuôi, còn bà thì bà nuôi Bồ Tát. Chỉ đơn giản thế. Thì cho nên là nếu mà vị nào biết thì có thể bổ sung ha. Chứ còn trong kinh thì chỉ có như thế thôi. Thưa sư, con xin sư khai thị. Con đọc xong trong kinh chúng sanh là rễ cây, Bồ Tát là hoa, Phật là trái ngọt, dùng nước đại bi tưới rễ cây mới ra hoa thơm, kết thành quả ngọt. Cây này có phải Bồ Câu này có phải Bồ Tát vì thương chúng sinh vô lượng mà cứu chúng sinh, mà Phật còn và Phật còn lớn hơn lòng từ bi vô lượng. Phật giáo phát triển thì rất đề cao tinh thần Bồ Tát Đạo. Mà tinh thần Bồ Tát Đạo trong Phật giáo phát triển thì chỉ cho Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Cho nên là những tác phẩm về sau thì đặc biệt đề cao tinh thần của Bồ Tát Đạo. Cho nên là có thể đây cũng là một tác phẩm như thế. Mà sư thì sư chỉ đọc trong kinh tạng thôi. Cho nên là cái gì mà trong kinh tạng không có thì sư rất là bối rối. Cho nên là cái loại này là không có trong kinh nghe. Đây là một tác phẩm được sáng tác sau này, cho nên là sư thấy nó rất là lạ. Thành ra là sư không có ý kiến gì về cái câu này được. Tại sư không hiểu. Sư nói thật là sư không hiểu. Thưa sư, con đang sống tại Lạc Dương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Xin sư cho con thông tin các chùa khu vực đó. Cái này quý vị nên Google. Tại vì sư cũng không thể biết được tất cả các chùa thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông ha. Cho nên là sư cũng không thể giúp cho quý vị được cái này. Thưa quý sư, con hiến xác được 10 năm. Đăng ký hiến xác, chứ còn hiến xác sao giờ còn sống.
Nhiều người nói không nên, vì hiến xác là phải hiến ngay khi chết, còn thời gian thân trung ấm phải 8 tiếng. Con xin cho con lời khuyên. Ở trong kinh tạng á, thì chúng ta không có khái niệm thân trung ấm. Khái niệm thân trung ấm á, là khái niệm sau này được giới thiệu khi Phật giáo truyền sang Tây Tạng, được gọi là được lai với cái nền văn hóa địa phương, văn hóa địa, bản địa của Tây Tạng á, nó mới có khái niệm thân trung ấm. Chứ còn vốn dĩ Phật giáo nguyên thủy, ngay cả khi mới tách ra làm đại chúng bộ á, thì cũng chưa có khái niệm thân trung ấm. Cho nên là khái niệm thân trung ấm á, là xuất hiện sau này. Thành ra là nó vốn dĩ là không có. Khi trong kinh tạng nguyên thủy ha, khi chúng ta vừa tắt thở thì cái tâm tử vừa xuất hiện là tâm tái tục ở kiếp sống khác có ngay lập tức. Chúng ta đi đầu thai ngay lập tức, không có việc là chúng ta phải ở giống như là mình bị nhốt trong cái cơ thể này 8 tiếng đồng hồ chờ nó nguội lạnh thì không có. Không có trường hợp đó. Chúng ta tái sanh ngay lập tức. Chuyện đó không thể được thưa cô. Bởi vì khi Đức Thế Tôn hoặc các vị thánh tăng giác ngộ, các ngài có một sự nhận thức chung như thế này nè. Phạm hạnh đã thành, sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, kiếp này là kiếp cuối cùng, không còn tái sanh lại nữa. Tức là các ngài, cái kiếp mà các ngài chứng đắc đạo quả, đó là kiếp cuối cùng và các ngài sẽ không còn tái sanh lại nữa. Sư đang sử dụng Phật giáo nguyên thủy, tức là trong kinh tạng nguyên thủy để nói chuyện với quý vị. Quý vị dùng tịnh độ để quý vị nói chuyện với sư là chúng ta không cùng một kinh. Tại vì cái nghiệp lực á, nhớ dùm sư là một vị đại giác ngộ, một vị chứng A-la-hán, vị đó không còn tạo nghiệp nữa. Khi vị đó nhập Niết Bàn á, là tất cả các nghiệp thiện lẫn bất thiện vị đó bỏ hết. Giống như là một cái hạt mà đã nấu chín rồi đó, thì nó không thể nào mà nó nảy mầm được nữa. Thì tất cả các nghiệp thiện lẫn bất thiện các ngài bỏ hết, còn dư bao nhiêu cũng bỏ. Bồ Tát đã hành ba la mật bao nhiêu đi nữa, kiếp cuối cùng ngài bỏ lại hết. Cho nên là không còn chuyện tái sanh bằng bất kỳ cái gì, nghiệp lực cũng không có, nguyện lực cũng không có ha. Nó không đến mức như vậy đâu cô. Trên lý thuyết thì như vậy, nhưng mà quý vị có biết là trong khi quý vị chánh niệm á, mình chánh niệm trong một giây là mình đã gieo vô số cái chủng tử giải thoát chưa? Cái thiện nghiệp mà mình làm khi mình tu á, sư nói 10 ngày qua nếu quý vị tu đúng nghe, chứ 10 ngày qua mà quý vị A Di Đà Phật là sư chịu thua nha. 10 ngày qua mà quý vị tu đúng á, cái phước quý vị nó nhiều dữ lắm. Đặc biệt như sư nói, chúng ta suy tư về tam tướng để từ đó
có sự nhàm chán đối với khổ. Cái phước đặc biệt là cái phước xuất ly á, cái phước mà đi đến sự giải thoát giác ngộ nó nhiều dữ lắm, nhiều không thể đếm được hết. Nó so với những giây phút chúng ta chánh niệm thì nó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cho nên cô đừng quá lo lắng. Cái điều quan trọng là chúng ta nỗ lực tu hành để giác ngộ, chứ đừng có suy tư là tôi thất niệm nhiều hay ít ha. Sư giả sử mỗi một giây, tính theo giây đi, cô phóng vật thì cô bỏ một đồng cho cái vé luân hồi sanh tử, mà mỗi một giây cô chánh niệm á là cô bỏ 1 tỷ cho việc giải thoát giác ngộ. Giữa 1 tỷ và 1 đồng đó nó không sánh với nhau được. Cho nên thay vì mình cứ băn khoăn và ở tôi bây giờ tu nhưng bây giờ tôi thất niệm nhiều quá, thì mình lo chánh niệm nó hợp lý hơn. Trong quá trình 3 năm theo đuổi thì hiện nay các bạn sẽ được học quen là một nhóm học là cũng lâu kinh này nhé. Thì buổi sáng lúc mà phải nhịn ăn luôn, thì cái nhịn ăn đấy có tính là tập và lấy không? Bản thân việc nhịn ăn á, nó là điều không nên và không được Đức Thế Tôn khuyến khích, và nó được kể là phương pháp thực hành khổ hạnh của ngoại đạo, không được Đức Thế Tôn khuyến khích. Nhớ giùm sư, tất cả các phương pháp nhịn ăn đều được Đức Thế Tôn liệt vào phương pháp nhịn thực hành của ngoại đạo. Tức là mình nhịn 1 ngày, mình nhịn 2 ngày là được kể vào phương pháp thực hành của ngoại đạo nha. Và nếu mình cho đó là hay thì mình rơi vào giới cấm thủ. Đức Thế Tôn á, chỉ dạy là nếu như chúng ta muốn thực hành hạnh đầu đà thì Đức Thế Tôn chỉ chấp nhận một phương pháp duy nhất, đó chính là ngày ăn 1 bữa, thì như vậy là đủ rồi. Còn chúng ta nhịn luôn trong ngày hôm đó mà chúng ta xem đó là phương pháp thực hành đi đến giác ngộ á, là chúng ta rơi vào giới cấm thủ. Dạ thưa sư, cuộc sống hàng ngày con có thể thọ được 6 giới, chỉ còn mỗi 2 điều là thoa kem chống nắng để chống cháy da và thoa son dưỡng môi màu nhẹ. Nói chung thì nó cũng đỡ hơn cái việc là mình trang điểm, cũng còn một chút đó. Thứ hai là có tình yêu con không dừng ái được. Trong trường hợp của con thọ không dục được, không chủ động ái, không chủ động dục được, hoặc cự tuyệt dục được nhưng không từ chối ái được. Con nhìn thấy được, không thoát được sự phản ứng ái hoặc quan tâm chăm sóc lại. Nếu đối tượng ái của con xuất hiện giao tiếp với con. Nói chung á, quý vị là người tại gia thì mình giữ được 5 giới là tốt lắm rồi. Nếu mà 5 giới của cư sĩ tại gia nó phát triển thêm á thì tốt. Thí dụ như là mình phát triển thêm là mình sẽ không nghe nhạc, múa hát đờn kèn thì nó cũng là điều tốt. Rồi mình không nằm giường cao rộng thì nó cũng là điều tốt. Rồi hoặc là mình trong 8 giới đó mình giữ thêm được cái nào thì tốt cho cái đó. Nhưng mà khi mình thọ giới thì mình chỉ xin thọ trì tam quy và ngũ giới thôi. Sau đó mình xin thọ thêm 1 hoặc 2 giới kèm theo. Chứ mình không cần phải thọ hết cả bát quan trai giới. Thà, sư nói cách tốt nhất là mình thọ 5 giới kèm theo 1 vài giới mà mình thích, chứ đừng thọ bát quan trai giới rồi lại phá 1 trong số đó. Nó khác nhau. Còn nếu như mà mình ở nhà tại gia thì mình cũng còn có thương người này thương người kia, như là thương cha, thương mẹ. Bản thân sư cũng còn thương đó, thương cha, thương mẹ thì sư vẫn còn thương.
nhưng mà ông sư rồi cho nên là nó phải khác. Còn quý vị là cư sĩ thì quý vị cũng còn cái tình thương, nhưng mà tình thương đó nói cho nó rốt ráo nó vẫn là ái luyến. Ngay cả tình thương đối với cha mẹ nó vẫn là ái luyến. Rồi chưa kể là tình thương nam nữ nó cũng là ái luyến. Và xin thưa, ái là nhân sanh khổ, luôn luôn là như thế. Như bà Quý Sa Kha đó, bà có một cái thích là bà thích nhiều con lắm. Cho nên là bà cũng có tâm sự với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi như vậy nè: bây giờ nếu như cả thành Sa-vách-thi này á, đều là con của bà hết thì bà chịu không? Bà Quý Sa Kha gật đầu cái rụp là dạ chịu. Thì Đức Phật nói như vậy là ngày nào con cũng phải khóc hết trơn á. Tại vì ngày nào trong thành Sa-vách-thi này á, cũng có người chết. Tức là ngày nào con cũng có đứa con bị chết hết thì ngày nào con cũng sẽ phải khóc hết á. Cho nên cái mình cần thấy rõ, ái là nhân sanh khổ. Mỗi lần về đời mà quý vị bị khổ vì tình ái thì chỉ cần nhớ dùm sư một câu: ái là nhân sanh khổ. Cứ niệm như vậy đi, tụng như vậy đi, biết đâu tới lúc nào đó mình sẽ ngộ ra. Bây giờ mời quý vị chắp tay, chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhăn Nibbanasa Pacchayo Hotu Imang no Punya Phagan Sabba Sattanang Dema Sathu Sathu Sathu, Sathu.